bên đây, bên đây con nữa nè, nó xấu nè, ở phần này nó chảy xệ mà nó bị hớp nữa, rồi cái khóe môi, khóe miệng của mình sâu, mũi cũng vậy, rồi mắt mình thì chảy xệ xuống và có những vết chim rất là xấu. Mà bây giờ bên đây rất là khác, có việc sự khác biệt, bé cắn mình luôn, mất tan biến hết những cái vết na nhăn bên đây nè em, rồi chân chim của chị ngay mắt nè cũng mất luôn, giờ trở thành hai mí luôn. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Naturally là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực, nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.